Lumiterra chính là tựa game tiếp theo sẽ được ra mắt trên hệ sinh thái của Ronin Network. Đây là một tựa game theo thể loại sinh tồn, chế tạo kết hợp với khám phá. Để chào mừng cho sự kiện này và sự kiện Glow Beta Test sắp tới, Lumiterra sẽ cho ra mắt sự kiện Play to Europe với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu USD dành cho cộng đồng của mình. Vậy làm thế nào để có thể tham gia vào sự kiện Play to Europe sắp tới của Lumiterra? Các bạn hãy cùng theo dõi hết video này nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Batman Gaming. Lumiterra là một tựa game MMORPG hoàn toàn mới, thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp độc đáo giữa thể loại NFT game và mô hình free to play. Đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi đa người chơi với thế giới mở đầy màu sắc, mà còn là một nền tảng nổi bật cho các hoạt động giao dịch và sở hữu các NFT có giá trị. Người chơi sẽ có cơ hội khám phá thế giới mở, chế tạo và giao dịch các vật phẩm số có giá trị, cũng như tham gia vào các cuộc chiến PvP và PvE hấp dẫn. Với việc chuẩn bị cho giai đoạn Glow Beta Test vào tháng 7 này, Lumiterra sẽ cho ra mắt sự kiện Play to Europe với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu USD. Sự kiện này hứa hẹn là một bước đột phá trong lĩnh vực game thế giới mở, hấp dẫn người chơi không chỉ ở khu vực châu Á mà còn trên toàn thế giới. Nếu như AC Infinity là tựa game theo thể loại nuôi bét, còn Biso là tựa game theo thể loại trồng trọt và chăn nuôi, Aberion thì là tựa game theo thể loại nhập vai chiến đấu, thì cơ chế gameplay của Lumiterra lại là tổng hợp của 3 tựa game kể trên Ronin Network. Với một thế giới mở như Lumiterra, bạn có thể lựa chọn cho mình nhiều cách chơi, chơi một mình hoặc kết nối chơi cùng bạn bè của mình trong các trận chiến Battle Royale. Nhiệm vụ của bạn sẽ là chiến đấu với quái vật, đi thu thập các tài nguyên trong game để có thể rèn luyện cho mình những vũ khí mới. Những vũ khí này cũng sẽ chính là những vật phẩm NFT có giá trị trong game. Còn nếu như các bạn cảm thấy cuộc sống này quá xô bồ, quá khắt khe và bạn đã chịu quá nhiều áp lực, thì bạn có thể đăng nhập vào thế giới của Lumiterra để trồng cá và nuôi rau. À, thực ra là chỉ trồng rau thôi chứ không có nuôi cá. Trong Lumiterra, mỗi người chơi sẽ sở hữu cho mình một trang trại riêng của mình. Bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách mở rộng việc trồng trọt, chăn nuôi động vật hoặc những con pet mà bạn đã bắt được. Những nhiệm vụ trồng trọt và chăn nuôi này sẽ rất giống với Biso nên sẽ không còn quá xa lạ với mọi người nữa. Ngoài ra, trong quá trình trồng trọt chăn nuôi, nếu như bạn tạo ra được những hạt giống hiếm hoặc nhân giống thành công một con pet hiếm thì các bạn hoàn toàn có thể bán chúng với giá trị cao. Hiện tại các bạn đã có thể tải game trên điện thoại hoặc trên máy tính để bắt đầu chơi game và có cơ hội nhận được Europe 1 triệu USD từ dự án. Link tải game mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video này để các bạn dễ dàng theo dõi và tải xuống. Tuy nhiên có một lưu ý, đó là các bạn chỉ có thể tải game về nhưng các bạn cần phải có code thì mới có thể chơi game được. Vì sự kiện này có giới hạn người chơi nên các bạn hãy follow Twitter của dự án, tham gia vào Discord của dự án, vì dự án sẽ thường xuyên tổ chức những sự kiện AMA giveaway phát code cho người chơi, chứ không phát hành code một cách thừa thãi để tránh trường hợp người chơi cheat tài khoản và ảnh hưởng đến sự phát triển của dự án. Tuy nhiên, dự án gaming nào cũng sẽ vậy thôi, họ cũng sẽ cần phải phát triển dự án, cũng cần phải có người chơi và cũng cần phải có những cộng đồng gaming như chúng ta. Vậy nên, nếu như video này được trên 5.000 view thì Batman Gaming cũng sẽ có cơ sở để đi đàm phán và lấy code về để cho các bạn chơi game. Chính vì vậy, sau khi xem hết video này, các bạn có thể ủng hộ Batman Gaming bằng cách là để lại cho chúng mình xin một like, một comment và một subscribe và giúp chúng mình đẩy video này lên 5.000 view nha. Qua đó cũng sẽ chính là cơ sở tốt nhất để Batman Gaming có thể đi đàm phán được với Lumiterra và cho họ thấy rằng cộng đồng GameFi ở Việt Nam cũng rất là chất lượng. Từ đó thì chúng mình cũng sẽ có thể dễ dàng đàm phán và xin được code từ phía dự án hơn. Và 100% những cái mã code Batman Gaming đàm phán được từ phía dự án thì chúng mình cũng sẽ tổ chức lại những sự kiện giveaway, những cái mini game để trao lại cho cộng đồng Batman Gaming. Ok, và video của mình cũng xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn cũng đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.